cái cuối cùng gì Lan hứa với chị Lan luôn. Cái này mới cũng được rồi chị. Chưa? Được chơi hậu hề, được cái hề. Chị lo coi giùm em cuối cùng đi. Nhưng mà có chiếu đèn. Ồ. Mà nó chiếu đèn. Ai làm đi, ai đắp đây. Coi trong phiếu thôi. Chị lo coi giùm cùng đi giùm em. Nhưng mà hồi nãy giờ ngái lâu chưa? Không thì thôi cũng coi. Ờ, coi trong phiếu em chọn chi á. Chắc Phụng quý quá mà đi qua trực tiếp rồi. Chắc Phụng làm Phụng đắp lắm rồi. Họ chọn đắp rưỡi hả chị? Đúng không? Mà đứng hồi nãy đắp mặt đó. Mặt đi không hai hai hả? Không, em đứng lên đi chị. Ngồi ta chỉ kê. Mới. Em nói coi cái cục mơ đó. Cục chủ mục. Đắp mặt lâu cho chị Thuận. Mới mà hề. Ừ. Chia cho anh lên đi. Ờ Thuận mới làm xong lắm mà. Làm xong rồi đi vặn đó. Ờ. Chiếu đèn đi chị. Cái này nữa cho ông nghỉ. Cố gắng em nhé. 10 phút nữa là chị cho nghỉ. Thôi động thật. Chị đèn nhẹ mà. Chưa 10 phút đi à. Ờ, chị ghi tầm 8 là có chiếu đèn. Có, chị làm mà. Chị làm mà. Ừ. Chiếu sau đi, chiếu sau cũng được. Vì không, tầm 8 là có chiếu đèn. Tầm rưỡi. Ừ, vì mặt 200 rồi. Ồ, nãy chị tính lộn này mà. Thái chi này là mụn là trăm à, nếu mà hay chị lộn rồi này, như hồi em tính lại đi ở trăm rưỡi với 30 trăm tám với trăm rưỡi là 330. Hai trăm có thái chi nặn mụn. Thầy chỉ nặn mũi là 150, 150 với 150 là 300, cái chiếu đèn nữa là 330. 330 đi, ghi cho em 330 là được. 330 là có thầy chỉ đó. Còn nãy là 380 là chị tính đắp mặt chiếu đèn luôn rồi em. Hiểu không? Đẹp nghe nữa chứ. Thả lỏng em. Đúng rồi, nãy chị tính lộn nếu mà... tính ra là thầy... Đèn, em biết rằng không? Biết gì này, đáng lẽ bình thường có combo 300 đúng không? À, không không chạy xe thì còn 200. Mà không đắp mặt nữa là còn 180. Đúng không? 180 với 150 là 330, đúng rồi. Vâng, em trai nghe. Xí xí nữa ta nghỉ hè. Chắc không chịu đến niềm nỗi nữa rồi. Lên đây đi. Nãy em lấy sữa cho chị à? Đó, em quay mất tiêu. Quên sữa rồi. Trong tủ lạnh chị à? Ừ, thì để trong ngăn nát rồi. Uống lấy uống, em uống sữa. Ông đau không? Thôi lấy cái mũi nữa chóng đi. Bóc mô bây giờ ông cũng nhìn, ông cũng nữ hết á. Tê cả mặt. Ừ, nói chung cũng biết cho họ đau chứ. Ai cũng muốn đẹp cả. Đúng không em? Muốn lắm mình đau phải thốn. Ôi trời. Còn đây này là thả lỏng nha, giờ lấy cái mũi nó nghỉ nghe. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng nha. Thả lỏng giúp chị này. Trời, chân mở ở đây nha.
tốt rồi em. À, rồi. Trả cho ông cây bất kỳ. Ông lắc phát dễ sợ thật. Mấy phút rồi? Chán ghê ạ. Biết làm răng đây. Xuống đây mót mót 5 phút nữa này. Cũng lúc miên chứ. Rồi em. Thì lúc mưa nhiều video nhất. Mỗi lần quay phúc là nhớ à. Ủa rồi nãy à, em đi em quay chị sau em đi gội đầu. Cái màn hình á, cái màn hình bị rung. Cái điện thoại, nếu điện thoại mà em thấy rung đều á là cho cái màn hình ấy, kiểu quay nhiều video không kìa, nó lót không kịp, nó tự rung luôn, rung như sóng nữa đó. Đúng không, rung đều đúng không chị? Chị hồi nữa chị cũng bị như em đó, xong chị rút kinh nghiệm được rồi. Nhiều khi hắn rung rung đó, chú coi lại không có rung. Đôi khi chị không chắc, nhưng mà thường thường là do máy nó lâu quá, mình quay lâu, mình không thoát ra em kìa, mình vô lại từ đầu á. Đúng không, em để ý coi là mình quay liên tiếp. Quay liên tục á, là máy không có được nghỉ á, mệt em kìa, kiểu rất là tưởng tượng đó. Kiểu đó, đói bụng á. Mấy mô á? Biết, chị thấy quen lắm. À, nhớ rồi. Chị nữa hả? Chị bé nữa hả? Nhỏ. Sợ ấn to quá. Nuốt thôi. Ghê quá. Phúc Bình.
Lâu đi không nghe câu đỉnh của mãi đỉnh này. Trang lúc nào cũng đỉnh của đỉnh. Bữa con nó dành cho ai ta? Nhàn hả? Chị Nhàn mãi đỉnh à? Cần lau tay ở đâu không? Bụng em ọc ọc hả? Nghe bụng ọc ọc. Bữa trước Thúy nó ăn ngày mấy ta? Thứ mấy ta? Sau trời bữa trước thì nó ăn. Ừ, trước đi. Ly sao đến chị, sao đến nhân. Hộp rồi. Chỗ nào? Nhưng mà nhiều khi cũng ông tánh, nhiều khi cũng không may á mà. Ừ, với lại là nãy ông ý là tính ra ông không may á, chứ nhiều khi ông ở nhà chết cả. Lâu hề nói chứ nhà không có cửa thoát hiểm cũng nguy hiểm hề. Chỗ xóm nhà chị là thoát hiểm cả đống đường. Nhà này bay qua nhà kia. Nhưng mà tùy nhà nữa, nhà đồ nhiều lắm kìa. Nhất là nhà sản xuất á, kinh doanh á. Chứ còn như mình đồ không có chi nhiều thì thoáng.
chị thấy rất chị thấy đa số mà chết là toàn nhà vui vui chứ làm gì có ai bán không hết đâu mà. Mà bả về da bả lành lắm chị, bả không có ái như em đâu, em về em phân rồi chị bán xong vậy cho á. Mấy phút rồi làm tính như sợ luôn. Cắt được hai cái. Em đợi 3 ngày 4 ngày. Chị đó đi ở đây cả qua đi với chị cho vui. Thấy mà sợ. Trong 11 luôn này. Chuyển bên. Muốn ông khách nữa. Cho hết lên đấy. Thì em cứ cho có khách xuống còn cho lên mà. Có khách là làm kiểu khác mà không có khách là kiểu khác ấy. Khách là khác mà mấy người mà đi theo á là mấy người cao lên đâu. Đếm được cái mấy cái này chạy qua chị mà. Thêm cái nữa.